Dạ vâng, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Trà Sữa AQ của mình. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn là bên mình sẽ làm một cái mẫu vòng tay từ chất liệu đá thủy tinh này các bạn nhé. Thì khách hàng yêu cầu bên mình là tìm một mẫu đá làm cho khách hàng là chất đá phải thật trong. Nên mình có giới thiệu cho khách hàng là có thể là làm đá thủy tinh này. Thì thủy tinh này là đá thủy tinh trang sức các bạn nhé. Đấy, này các bạn nhìn nó chất nó trong này, đúng theo yêu cầu khách hàng và màu theo yêu cầu khách hàng. Đấy. Bên mình sẽ mài mình một chiếc vòng các cái hạt của nó ấy, thì là mình sẽ mài dáng vuông. Đấy. Thì từ những cái mẫu phạ đá thô như này thì bên mình đã tiến hành cắt. Đấy. Bên mình bắt đầu tiến hành cắt thành những cái phôi vuông, thì sau mình tiến hành mài. Thì mình sẽ vào cái công đoạn làm như thế nào thì các bạn cùng theo dõi mình nhé. Dạ vâng, đây ạ. Đây là đá sau khi mình đã cắt ra các bạn nhé. Đấy, này. Mình đã cắt thành hình, này, các bạn nhìn hình vuông như này. Đấy. Mình cắt thành hình vuông, sau đó mình sẽ tiến hành là mài và khoan lỗ như này. Đây các bạn nhìn này, mình đã mài vuông cạnh này. Đấy. Sau đó mình khoan một cái lỗ ở giữa, cái lỗ để xong mình lòng dây qua các bạn nhé, lòng dây để làm vòng tay. Thì sau khi mình mài vuông như này, thì mình sẽ tiến hành bước tiếp theo, đó chính là mình sẽ mài cho nó cái mặt này nó mịn đi và mài các cạnh này nó boi một tí nữa cho nó dáng nó đẹp và nó đỡ bị sắc như này, để tránh làm ảnh hưởng đến người đeo nhé. Rồi mình sẽ vào mài các bạn xem mình nhé. Sau khi mài vuông thì mình đã tiến hành mài các cạnh này các bạn xem này. Đây là lô bảo mình đang mài các bạn nhé. Đây các bạn nhé, sau khi mình đã mài toàn bộ dáng và mình đã mài mịn cho cái sản phẩm bên mình. Đấy, các bạn nhìn này, tất cả sản phẩm bên mình là mài thủ công, mài tay hết các bạn nhé. Thì bước tiếp theo là bên mình đang đánh bóng các bạn nhé. Vâng, sau khi bên mình đã mài mịn xong thì bên mình chuyển qua bước đánh bóng các bạn nhé. Đây là sản phẩm bên mình vừa mới mài mịn xong này. Đấy, các bạn nhìn này. Đây là toàn bộ những cái hạt bên mình đang chuẩn bị cho mài đánh bóng này. Đây là đang mài đánh bóng này các bạn này. Thì
mài đánh bóng. Các bạn dùng máy mài đánh bóng kết hợp là máy mài cắt đa lăng của mình, dùng cái bánh đang mài đây là bánh lỉ lông cừu các bạn nhé. Đây các bạn mài bóng thì các bạn thêm cái sàn này cho mình để nó tăng cái độ bóng cho sản phẩm của chúng ta nhé. Thì mình đấy là đầu cho sàn vào đây. Đấy. Bạn bôi sàn rồi xong bạn đánh nhé. Đây. Đây là cái sản phẩm là mình vừa mới đánh xong này. Các bạn nhìn nó mỡ này thấy chưa? Đấy. Đấy là sàn đánh vào thì nó sẽ là sáng bóng và nó mỡ mỡ. Như này thì tí nữa các bạn chỉ việc là đem rửa tráng sạch đi thì nó sẽ bóng tấn lên các bạn nhé. Được vâng ạ, đây là những cái hạt sau khi bên mình đã mài thành phẩm các bạn nhé. Mình sẽ lấy một hạt các bạn xem qua này. Đấy. Thì những cái hạt hình vuông này bên mình về khi mình mài thì nó sẽ là cho được gửi cho khách hàng. Đấy, khách hàng họ sẽ về họ sâu thành một cái vòng họ mix các bạn nhé. Bên mình mài đánh bóng thủ công tất cả đều 100% các bạn nhé. Bạn nào có nhu cầu muốn mài các sản phẩm từ đá tự nhiên thành mặt dây chuyền hay là bông tai, mặt nhẫn, đấy, các bạn có thể liên hệ với mình. Bên mình là một xưởng mài đá gia công, bên mình là nhận gia công theo yêu cầu các bạn nhé. Được, vâng, video của mình là đến đây là kết thúc rồi. Mình xin cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.